Chào mừng em đã quay trở lại với tựa game là Monster Legend. Mình là Thành Ezzy đây. Và nếu anh em đã thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Và chúng ta sẽ bắt đầu thôi nào. Ở đây thì hôm qua mình vừa mới đăng cái team tuyển thành viên cho clan thì ngay lập tức, gần như ngay lập tức là chúng ta đã full luôn team rồi. Và có rất nhiều bạn còn đang xin vào mà đã hết chỗ rồi. Nhưng mà đừng lo, chúng ta sẽ có những cái đợt tuyển tiếp theo. Những bạn nào mà không làm hoặc là quá lười thì mình sẽ phải kick ra khỏi team. Vẫn còn rất nhiều cái cơ hội cho anh em có thể là vào được cái team này của chúng ta. Rồi thì chúng ta đã trở lại với cái này và rất nhiều luôn. Rất nhiều bạn chat online luôn. Rồi chúng ta xem nào. Gì vậy ta? À đây là một số bạn đang xin làm co-op leader. Và gọi là đổi sale rất là nhiều. Mình đổi được sale và gần như là chúng ta sẽ có một cái quả trứng nữa của con Inheritor, một con thần lửa cực kỳ khỏe, phải nói như vậy. Mình cần thêm một cục sale nữa để có thể là sử dụng thêm sale trắng trong này. Đây là cục sale con Inheritor nha. Con này là con vua lửa đây. Con mạnh nhất trong cái hầm ngục lửa luôn. Ok, thì chúng ta sẽ tiếp tục thôi. Mình sẽ có bao nhiêu điểm ở trong cái phần Super Villain rồi đây. Hiện tại thì mình đang có 1206 và mình đang đợi nó giảm giá 50% xuống. Còn tầm ví dụ như 40 coin thì nó sẽ giảm xuống còn 20 coin thì mình sẽ đi cho tiết kiệm. Mục tiêu của chúng ta sẽ là con này, con Voltak này. Chắc chắn rồi, 100% mình sẽ lấy con đấy. Trước hết mình lấy con này trước này, Captain Legend này, con Panda Fio này. Tiếp theo là sẽ lấy con Voltak. Ok, chúng ta chấm thêm thức ăn nhá. Chấm thức ăn này. Và repeat lại hai con Thunder. Hai con Thunder của chúng ta. Lấy xong, lấy xong. Ở đây thì hiện tại có một số quả trứng đang nở ở đây. Trước tiên sẽ là một con Flip Lodge. À, hệ nước và hệ bóng tối à. Full hết chỗ rồi. Thật là vãi trưởng rồi. Vấn đề là mình không có hệ nước nhiều lắm. Hình như không có mấy. Đây. Chúng ta có mấy con hệ nước đây. Mấy con hệ nước này. Đây, con này là con R. Con Epic, con Musu. Ủa, Musu mà để đây á. Con này thì sao? Con này R đây. Nên bán đi. 64 vàng một phút đấy. Con Mersnake thì chỉ được tầm là 32 vàng thôi. Chúng ta sẽ bán con này luôn này. Và sẽ cho con mới này vào luôn. Đây, chiếc con này. Vào thôi. Đấy, mà nó sẽ nở ra ngay bây giờ. Rồi, bắt đầu sẽ... Con này mình chưa có cơ. Trời. Phải trưởng thật, cái con cá này mình bây giờ mình mới có cơ. À, một con rất là yếu thôi. Con Flip Lock. Hai vãi bây giờ mình có rồi. Ôi, nhìn này. Nó đang bơi, nhìn trong cái dạng 1, nhìn 2, vãi trưởng ra ấy. Đây này anh em. Bơi. con Flip Lock. Rồi, tiếp theo thì chúng ta xem mở hòm đi. Mở hòm free đi. Trong này thì mình sẽ mở cái hòm gỗ này và sẽ ra cái gì đây? 15 cục sale của con Hellbeerus, con chó địa ngục ba đầu. Collect này. Anh em đang chat rất là nhiều. Hello bạn. Hi chà. Đang có 7 người online mà buổi sáng đấy. Team của mình hiện tại rất là mạnh, phải nói là thế. Rất là mạnh luôn. Tổng cái số điểm của mình là 44.000 và chúng ta đứng thứ 6.376 này. Vấn đề là có chăm chỉ làm nhiệm vụ hay không thôi. Cái này chắc là mình à không, mình là còn trên được hai bạn này. Kẻ hủy diệt và Toka cấp 75 mà 4.600 cái Monster Boy là hơi thấp, thực sự hơi thấp thật. Mình mới có cấp 64 thôi mà bằng này rồi. Chưa nhé. Tối tuyển. Co-op leader đúng không? Chúng ta sẽ có một số bạn đứng đầu đây. Mình sẽ chắc sẽ cho co-op leader này. Bạn Lâm 123 này. 37.790 cái Monster Power. Quá khỏe. Mình còn không bằng một số lẻ cơ. Bạn Khương PVK này. Hoặc là bạn Bảo này. Đều rất là khỏe.
những người mạnh nhất sẽ làm co-op. Bạn là gì đấy? Bạn Thành EZVN là cấp 80 à? Hơi sao giống tên mình vậy ta? Có mỗi khác chữ VN thôi. Cấp 80 thì cái Manta Power không bằng được. Đâu nhỉ? Manta Power mình có 8179 thôi. Đấy. Hai bạn này này, bạn Khương này lần trước cũng là một co-op leader ở bên cái team cũ của mình. Tuyển xong sẽ đánh team war. Đang full rồi, hiện tại đang full rồi. Có lúc còn online tới đến mười mấy người cơ. Thật ra kinh dị luôn đấy. Chat gọi là loạn hết cả lên, không nhìn thấy cái gì luôn. Được rồi, thì mình sẽ tập trung vào cái hôm nay chúng ta sẽ cần phải đi thêm một số chỗ nữa, collect này, làm các nhiệm vụ ở đây. Nhưng mà trước hết thì chúng ta sẽ, đây sẽ là một cái channel của chúng ta, channel Sogeking. Ở trên đấy nó sẽ up những cái video về Minecraft này, ARK, Roblox và GTA 5. Hiện tại là sẽ có thể sẽ có 4 series thế. Và mình đã làm được 2 series rồi. Pixelmon vẫn sẽ duy trì một tập vào buổi tối, tầm khoảng từ 5 giờ chiều đến 7 giờ tối ta sẽ up một tập Pixelmon này. Buổi sáng chúng ta sẽ up một tập ARK. Đây là tập buổi sáng này mình vừa mới up xong. Thì anh em nào có thích những cái series này có thể là sang đăng ký và theo dõi kênh này giúp mình. Tên là Soi Kinh anh em, có thể tìm ở trên này và có thể là ấn nút đăng ký này. Ví dụ như thế này chẳng hạn, đăng ký, rung chuông, tích vào cái dấu này để nhận được toàn bộ những thông báo mới nhất từ kênh này. Khi nào có video mới nó sẽ xuất hiện ở cái phần chuông này nha. Được rồi, chúng ta sẽ quay trở lại đã. Anh em chat nhiều quá. Đang làm đó em. Ok, sau khi xong rồi thì mình sẽ vào trong cái này. Hôm nay mình sẽ đánh phần Adventure hay là hầm ngục nhỉ? Adventure đi. Adventure đánh hiện tại chúng ta sẽ được thêm khoảng là 4-5 trận trong phần Adventure. Nhưng mình cần xem là chúng ta sẽ cần xem vào trong hầm ngục xem. Đây, hầm ngục đây. Xem có chỗ nào là lấy thêm nến không? Mình cần ngọn nến để tham dự cái sự kiện là sinh nhật của Master Legend. Không có nến rồi. Đây rồi, không có nến rồi anh em. Không có bất kỳ một cái nến nào luôn. Buồn thế nhở. Adventure map luôn. Quay trở lại nào. Đây sẽ là Adventure map và mình sẽ đánh 1, 2, 3, 4 tất cả. Chiến đấu thôi. Level 100, level 100 và level 100. Mình sẽ đánh luôn ở trong phần này. Và mình sẽ chọn cái team mà mình hay đánh. Team mạnh nhất hiện tại của chúng ta. Về đam đây, tính về lượng đam đây. Khả năng búp đam, khả năng khống chế rất là ngon. Cũng được. Thật ra thì mình sẽ dùng con, mình thích dùng cái con trâu hơn, trâu trắng hơn. Đây, trong team này. Đấy. Đấy, team này các bạn nhìn có đẹp không? Nhìn rất là chất luôn. Vào và chiến thôi. Chúng ta sẽ sử dụng stun on trước. Xong nó sẽ là búp đam và bắt đầu đánh nhau với nó. Một bé xịt rồi kìa. Bây giờ sẽ búp đam lên cho này. Con này có nhiệm vụ là stun thêm một đòn nữa. Trừ năng lượng. Con trâu trắng chúng ta sẽ được tăng công lên. Úi ôi khỏe thế. 39.000 máu. Strong attack. Trâu vẽ tèo. Rất là khỏe luôn. Mất lượt. Con này sẽ mất lượt rồi. Vào đây. 100% đam. Ok, chúng ta sẽ dùng cái chiêu này. Một chiêu chết luôn cả team. Không thể nào mà đỡ được. Đỡ thì quái được cái chiêu này. Victory. Và chúng ta sẽ được 3 sao liền. Con này cấp 93. Một con cấp 93, một con cấp 95. Mình sẽ cho hai con đấy lên max cấp đi. Hợp lý nhất nhờ. Được rồi, mình sẽ cho nó lên max cấp nha. Cấp 100 đúng không? Ở đây sẽ là thêm 32.000 thức ăn. Mình cũng có, ôi cấp 65 rồi. Chúng ta lên cấp 65 ở đây. Nhanh quá. Cái Manta Power của mình lên được 4k8 là do mình
đánh Maze Coil Junior để có có cái hầm ngục ở Maze Coil à? Sao mình không thấy nhở? Cái hầm ngục thì nó sẽ ra các cái ấy đấy, cái điểm mây để có thể đi được cái Junior, cái hầm ngục kia. Đâu nhở? Sao mình không thấy ta? Làm gì có nhở? À đây này, đây này, chính nó đây này. Còn nó 8 giờ thôi, tranh thủ đánh đi, không là không kịp đâu. Ôi, nó tận ở cuối này, nó ẩn ở đây thì đúng mình bó tay rồi. Nhiều coi lắm, phải đánh được anh em ạ. Không thể không đánh được. Nhưng nó yêu cầu một con hệ đá, khá là khó chịu đây. Ôi, thôi chết tôi rồi. Con này thì mình không có con nào mạnh rồi. Mệt mệt rồi đây, mệt rồi đây. Phải nói là khá mệt đây. Kệ thôi, nhưng bọn này khá là yếu. Hy vọng là có thể đánh được tốt. Ok man, stun on. Con này tốc độ chậm quá. Stun được hai con rồi, tốt rồi. Đánh đi thôi. Con thỏ được Rabidex, anh con này trước này. Gần chết luôn. Nó khỏe quá. Mình sẽ dùng cái chiêu đó chính là đây, Everest double đạn, double máu và sẽ tạo ra một cái bức tường. Everest, đỉnh núi Everest. Tập trung đánh vào con người đá này đi. Chuẩn đấy. Như này là hợp lý nhất. Lên nào, 9000 máu. May mắn anh em nhắc mình, không thì mình quên mất là mình có một cái hầm ngục này. Bỏ qua ta rất là phí, vì thế ta tập trung đánh cái này đi, là hợp lý nhất đấy. Đập chết con này trước. Đã chết. Con này sẽ tập trung đánh vào cái con người đá này mình. Mình có protection. Đánh thoải mái luôn. 130 mấy nghìn máu cơ. Đánh đến mùa quýt sang năm này. Khả năng hồi máu cho mình luôn. Ôi xời. Đánh đúng là mùa quýt rồi. Time breaker. Giết. Vẫn ngon đúng không? Team này có hai con legend thôi mà vẫn ngon. Đánh rất là khỏe. Ok, và chúng ta sẽ bắt đầu là quay cái này nhá. Ra cái gì nào? Xem nào, chúng ta sẽ ra đó chính là một cục vàng, 10.000 vàng luôn. Chúng ta sẽ đánh với con cáo này trước. Con này này, 45, con này là 35 và 45 coi. Tập trung đánh thôi. Đẹp phết ta. Tốc độ thế nào? Tốc độ nó vẫn là nhanh. Mà nó vẫn là quá nhanh so với mình. Chúng ta được một bé thôi. Chắc chắn sẽ chết mất cái con này rồi. À không, chưa chết, chưa chết. Máu mịn trâu lắm. Chưa chết được đâu. Wow. Sao đánh nhanh liên tục vậy? Ô. Người ta cũng quỷ mày luôn. Đánh kinh thật, đánh liên tục luôn kìa. Mình may quá, nó không có cái chiêu gì lắm. Đây rồi, mình có tuyệt chiêu đây. 50%. Ui muốn chết luôn không? Ui, quá khổng lồ kìa anh em. Người đá khổng lồ kìa. Wow. Cái gì đây? Ui chết luôn cả team. Cứng vãi nhờ. Ghê vậy. Mình chưa từng thấy cái chiêu nào nó khỏe thế. Wow. 1000% đam đúng không? Thấy một cái ô đây này. Kinh dị, thật sự là kinh dị thật. Cho đánh con cáo nữa sẽ được thêm 35 điểm coin này. Tốt quá. Đang thiếu điểm coin. Thiếu rất là nhiều điểm coin luôn. Fighting có Vanos nhá. Team này sẽ có một con Vanos cực kỳ khó chịu. Đã bị stun. Tốt lắm. Rồi vào đánh đi thôi. Tiến lên nào. Mất lượt nè. Làm gì thì làm. Everest. Đánh đến cả ngày luôn. Cho đánh luôn. Kinh khủng. Đẹp. Con này đẹp mà. Mất lượt các kiểu. Đây rồi. Một chiêu nữa này. Găm vào người nó. Bleeding rồi. Con này còn 1000 máu kìa. Và chúng ta sẽ đánh nhá. Chỉ giết được mỗi con này thôi. Không con nào giết được cả. Chém một phát. Vanos này thì cũng sẽ chết thôi. Đã chết Vanos. Yeah. Tuyệt vời. Hay lắm. Và mình sẽ bắt đầu là quay cái chiếc nón kỳ diệu này nha. Chiếc nón kỳ diệu. Nice spin. Mình sẽ ra đó chính là cái bánh hamburger snack. Được rồi, mình đã hết trận được 35 coin cơ. Wow, anh em chát liên tục cơ. Ok em. Đang đánh nha. Hầm ngục.
Rồi, chúng ta sẽ quay vào trở lại với cái phần đó chính là thi đấu tăng rank, leo rank nào. Hình như mình lại quên để tiên thủ rồi. Sấp mặt luôn rồi, chắc chắn là như vậy. Đấy, tiên thủ của mình đâu, tiên thủ cũ của mình đâu. Tại sao lại có thể để thua thế này được? Kyotan đâu rồi? Thêm một con nữa, con voi tăng đam đi, trên này đi, chiến đấu luôn, thủ luôn. Cái tiên thủ của mình, team tấn công của chúng ta đây, đây là team tấn công nha, và mình sẽ cần phải đi trả thù. Defense thua khá nhiều đấy. Đây Revenger này, thế quái nào, team này mà mình một mình con này thắng được cả ba con này cả, hư cấu vãi trưởng ra nhìn này, một mình tay ga ăn luôn ba con, đấy hiểu luôn, lại sao lại thắng được luôn đấy, bó tay. Chắc là vào cái nó có tuyệt chiêu sát thủ luôn nhờ, thì vào nó ăn được luôn, tốc độ ngon mà. Có bọ cạp à, thì mẹ khá là khó chịu. Hình như có thể kháng được Possessor gì cả. Ôi mình gần như là phế rồi. Chúng ta gần như là phế trong cái team này rồi. Darkness Stun, nó kháng Possessor nhưng mà không kháng Stun đâu. Đó, đấy là chính là cái sức mạnh của nó đấy. Now Strong. Chết chưa? Ác mộng chưa? Đúng là những đòn đánh ác mộng luôn đấy. Đáng sợ luôn đấy. Bọ cạp à? Bọ cạp khổng lồ. Vào đây, ăn thịt luôn. Con rắn kìa, bị lắm hiệu ứng thế. Nào bây giờ đến lượt chúng ta đánh tiếp tục, và sẽ giết bất kỳ một con gì đó giữa này trước. Rồi, một bé đã hy sinh, và mình sẽ găm ra vào người nó này. Team này đánh rất là tốt, tốc độ ổn, công ổn, khống chế ổn. Đấy, phải nói như vậy. Không được Possessor thì kháng thì stun thôi. Lên bảng điểm số ngay vào luôn. Một team này, cho nên còn hai team nữa. 15 coin. Và mình sẽ quay cái chiếc nón kỳ diệu này. Quay đi nào, chúng ta sẽ ra được cái gì đây? Đó sẽ là một cục vàng, 20.000 vàng. Tiếp tục thì mình sẽ đánh nhau với bất kỳ team nào để cũng được. Team này đi. Team này thì nó có cái con này máu rất là trâu, như kiểu là tăng cơ, dạng kiểu tăng cơ ấy. Nó là Guardian, người bảo vệ. Sao lag hết ta? Đây rồi, đây rồi. Chiến đấu thôi. Trừ mất khoảng hơn 2k máu cơ. Mỗi con sẽ trừ máu. Vấn đề bọn này nó sẽ không kháng đâu. Điều khiển được hết. Nó kháng stun kìa, một con kháng Possessor, một con kháng stun. Vãi trưởng rồi. Ok. Chắc chắn là tiếp mình cần phải dùng đầu tiên là cho điều khiển tâm trí hao này. Sau đó thì mình sẽ dùng cái chiêu đầu tiên có khả năng bắt nó phải hồi skill. Đấy. Thế quái nào miss ta? Possessor à? Con thua. Cắn thì cắn thôi, mình có bị điều khiển đích đâu. Xong rồi, xong rồi. Nó có siêu à? Bó tay. Con này nó búp lên cái này thì đúng là đếch ai đánh được luôn đấy. Chịu luôn. Rồi, đánh con này rồi. Coi như là đánh siêu và siêu nó thôi. Confusion. Trừ năng lượng. Phải nói là một cái đòn đánh nó không mang lại cái hiệu quả gì nhiều cho lắm. Lumidum đã, cho nó cái ác mộng trước đã. Xong mình sẽ stun ôn cả team luôn. Kháng stun thì kháng thôi. Vào đây. Đó, một con kháng stun. Nó kết hợp nhiều thứ quá, khó chịu thật. Hay có búp máu biết gì không? Mình không biết. Vẫn còn giáp. Nó vẫn còn giáp. Trâu thật. Trừ một đống thứ luôn. 8.000 máu. Khá là ghê ta. Được rồi, mình sẽ dùng cái chiêu này để giết con này trước. Mày nhờn này. Búp giáp thì cứ búp thôi, mình không sợ. Con này hiệu ứng hỗn hợp. Hiệu ứng hỗn hợp rồng ba đầu. Hiệu ứng hỗn hợp chết luôn. Không chết mà gần chết thôi. Còn có 300, hơn 300 máu.
Đây, mình giết nó luôn này. Tran, lên, chết. Mình có chiêu gì nữa không? Mình có chiêu đánh Lan không? Hình như vẫn còn chiêu đánh Lan, có nghĩa là sẽ bleeding. Khá là thấm. Đó, sợ chưa? Đáng sợ. Hết năng lượng rồi. Hồi năng lượng này, và con này sẽ không đánh được nữa, đừng vào hồi máu nhá. 35.000 máu. Trừ 40% đam rồi. Trừ 23.000 máu, bleeding. Làm hiệu ứng thế. Trừ 100% độ chính xác kìa. Thốn vãi. Hồi năng lượng. Thôi cho nó hạ gục luôn. Một đống hiệu ứng vào người đấy thì không thể nào mà chịu được ấy chứ. Chứ chưa nói gì đến đánh ngược trở lại. Ôi mà tìm phải đánh nhiều hiệu ứng quá. Khó chịu thật. Thật sự như vậy. Nhiều hiệu ứng vào người nó quá. Mất thời gian ấy. Ở đây thì chúng ta sẽ được cái máu level 1. Ok. Đây có một team khá là yếu thôi. Đánh được gì được. Cái con quỷ lửa kia thì nó là có thể lai ra được kìa. Quỷ lửa lai ra được. Khá là yếu. Chúng ta sẽ fighting Smoky. Sẽ Smoky Dragon. Không cần biết, cứ điều khiển tâm trí đã. Sau đó là bleeding trước. Nào, đánh thì đánh thôi. Đánh thoải mái đi. Câu đánh bằng mắt. Sau đó sẽ cho nó một phát để nó gần chết. Đó chính là con này. Quá thấm. Đánh nhau đi. Con này giống con mình phết nhờ. Chắc nó là con hệ lá ấy. Có tử thần ba turn đúng không? Ba turn trước cái chết. Chiếu ôn. Bleeding, không chết. Stun luôn, ngon. Đây sẽ quỷ lửa tấn công đây. Trừ 20% dam, bleeding. 3 tên gây chết. Cào phát 11.000. Bốc hơi luôn. Bây giờ sẽ là hét vào mặt của nó. Hét vào mặt của nó này. Thật ra thì cũng không cần thiết dùng chiêu này đâu. Nhưng mà thôi, cứ găm dao vào người nó đi. Và con này cuối cùng thì mình sẽ cho nó một hit chết luôn cả team. Đã xong nha anh em. Và rồi chúng ta sẽ kết thúc tập này đây nhé. Xin chào anh em và hẹn gặp anh em trong tập kế tiếp của tựa game là Monster Legend. Bye bye.